Cảnh báo, video này được thực hiện bởi các chuyên gia. Mong mọi người không nên thực hiện dưới mọi hình thức. Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thử vận may kim cương, vận may Free Fire, hãy truy cập ngay đến với shop của Văn Vlog FF.com. Khi các bạn đăng nhập tài khoản mới, các bạn sẽ được tặng ngay đó là 10.000 đồng vào tài khoản. Với hệ thống nạp thẻ tự động 100%, ví dụ các bạn nạp 100k vào shop, các bạn sẽ có cơ hội nhận được 200k vào tài khoản nha. Vòng quay kim cương chỉ với 20k, chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu chính kim cương cực kỳ là cao. Bây giờ thì mình sẽ thử luôn một lần quay cho các bạn thấy nha. Wow, thì như vậy mình đã trúng được 9 kim cương rồi. Link shop mình để ngay dưới phần mô tả. Các bạn nhấp vào để biết thêm thông tin và chi tiết nha. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Trung Đông đây. Đây là mọi người có thể thấy là mình đang ở trường. Và hôm nay thứ bảy, mình sẽ thực hiện cái thử thách là đi từ trường về nhà 17 cây nhá. Mình lên Google Maps là bấm là 17 cây và đi mất khoảng độ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Mình hôm thứ ba mình đã hẹn mọi người là tối mình đi mình úp đi đâu đúng không? Nhưng mà hôm đó là mình có việc, nhà có việc bận nên là mình về luôn. Hôm thứ bảy đây mình đi học nghề, vừa đi học nghề về sớm hơn 45 phút, về sớm hơn 1 tiết thì mình có làm luôn. Ok nha, giờ là mình sẽ đi luôn. Đi. Quay như lúc nào cũng phải nhìn vào máy quay để nhìn vào. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu chưa? Rồi, đi. Bắt đi từ. Đi nhanh lên bạn. Xe điện nó có hạn rồi. Bạn chạy ra cổng trường đi. Hello Dũng. Soi trường cho mọi người xem. Đây là trường mình nhá. Mình về trước. Phép mẹ bạn đi chậm thế. Tùng đi tỉnh chậm nó khó đi. Khó đi chứ. Rồi bạn chạy sang đường đi. Sao lại cho mọi người thấy này? Quay. Đây. Ok, trường Trung học phổ thông Tài Uyên. Trung ạ. Nào bạn đi dịch ra. Trung đi dịch ra Trung. Quay sao mà đừng để cho nó riêng mà nó rung lên. Bạn chạy đi. Bạn chạy đi. Thank you.
Hơn 2 tiếng. Chừng bây giờ bạn sao về rồi? Đúng rồi hả? Có số mà. Không về à? Giờ không về. Anh đi về đi á. Mắt quay đi. YouTuber. Xem xin YouTuber. Chạy mà la tông ấy. Giờ này mày thấy bố mày hay theo dõi mày không tỉnh? Hay ra trường theo dõi mày ấy. Hả? Đây là các anh em đang đi trước để đón chung. Đang quay rồi. Thank you.
nhiều không em? Được. Em chạy bộ khổ quá đi nhờ. Ờ, lên 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 thử thử. Nói đây lần vãi đi dèo. Lên 110 chưa ấy? Lên 110 chưa? Liên tục luôn. Anh em đi làm cái mốc cho nó nghỉ phát. Nghỉ à, đến cái đoàn tour kia nghỉ. Là giới thiệu cảnh đẹp với tôi này. À xã thù. Chạy một tí mệt quá. Đây là cái trải nghiệm thử thách của mình. Đi từ trường về nhà 17 cây đi bộ. Xem nó như thế nào thôi. Không khuyến khích mọi người à. Không nên bắt buộc làm theo mình nhá. Mình chỉ làm video cho mọi người xem thôi. Mệt quá. Mình đến địa phận Yên Mỹ rồi nha. Tổng cả là mình đi qua 5 xã. Mình chạy qua 5 xã. Còn chưa về à? Hiện nay thì 17 cái số với tao à. Này thì bự lắm. Rất thử thách. Thằng cháu kiếm tiền cho con mua sữa cho con. Con đấy con nào? Chị ơi! Con nào con? Được rồi mẹ. Uống vào nếu chạy được hết đi thôi. Uống vào của mình mẹ. Đúng chứ. Con ọc ọc. Xin việc. Sáng còn có việc đâu. Hầu đi bộ xin việc. Xuyên xá rồi. Đi bộ xin. Quay phong này. Ào lưỡi hoa rồi. Đi bộ xin việc đi. Đi xin việc nó đi. Nó đi buổi thứ tư nó có chạy được rồi. Mẹ nó đi cả năm rồi. Thằng. Thank you.
Rồi qua chiếc cầu này là sang Nhân Thành rồi. Quay, quay quay không? Đây, đây nha mọi người. Bên trong đây là mình vừa đi qua Yên Bí. Giờ là đến cái địa phận của Yên Thành nha. Để quá. Đi qua mấy xá, 3, 4 xá rồi. 3 xá. Đây. Đi luôn đi. Đi rồi, tức rồi. Sang đường thôi nha. Đi gọi xin tiền. Mai chung đèo tôi à, tí nữa. Thôi. Ok. Bây giờ Tuấn cứ đi lên nhà chung luôn thế. Even. Đau lưng quá rồi. Trong ngồi nhiều tao đau lưng quá. Đi chạy nhanh đi Chung. Phải.
Long Even. Bấm vào màn hình. Rồi. Bấm vào màn hình cho nó lét. Mở cho nó. Nó đau ở khớp chân đi. Ờ. Hoạt động nhiều. Cái nó ấy không? Hoạt động nhiều đâu vậy? Cái căng cơ đùi thôi. Tao đau bóng nhiều vậy mà không việc gì. Tí. Cái gì ở đây này? Tuần sau nó khỏi cơ cơ. Cái phòng to luôn, mấy đứa mấy mày về nhà chuẩn rút chết mẹ, mày không căng chân ra, mày cứ co lại là chuẩn rút. Rút à? Ờ, chuẩn rút là cứ mình cứ thẳng chân đét ra khỏi. Không là nó rút cho rách cái đùi. Đây nha mọi người. Đây cái phần này là đây cái địa phận của ông Sơn rồi. Cái đây địa phận của ông Sơn rồi. Xuyên giá à? Đi à? Đúng. Cho đi nhờ. Tốt vậy. Người tốt thì không phải ở đâu cũng có học đâu bạn ạ. Tôi nghĩ bạn nên ngồi mẹ đấy đi. Người tốt không phải ở đâu cũng gặp đâu, bạn ngồi mẹ đấy đi. Tôi đau lưng quá rồi. Đàn ông con trai mà đi mẹ. Người bé thế này chắc xương như béo gì đâu. Đây là thằng có lực cả bộ cô. Ờ, à. Còn hai thằng này tại sao không biết thế nào? Đây là thằng có miền. Đây là lên địa phận của Đông Sơn rồi đấy. Địa phận Đông Sơn rồi. Biết chưa? Thấm chưa? Mười bánh cây chứ bình thường. Chạy nó hơi mệt thôi, đi nó vẫn bình thường. Thì thách bố bảo thôi rồi, chứ thách. Trải nghiệm với cái... Đi đâu lại lên, cứ phải trải nghiệm một lần trong đời rồi biết. Thôi là vài trăm view. Hả? Có được có vài trăm view. Video là tôi đang lên trả hơn 1000 view. Đấy nhá. Trong đây gọi là cái sân golf, sân hoàng gia lớn nhất Việt Nam nha. Sân golf hoàng gia lớn nhất cái đất nước Việt Nam này. Ờ, lớn nhất thấy trước trên lên trên mạng thấy bảo thế. Thì đường mình đi học là đi về đường này 17 cây. Chớp. Thì ở dưới kia họ đang làm gì nhỉ?
làm đường ấy. Làm đường lại để Tết đi năm mới. Đây này. Mưa thấy chưa? Đó. Đây đây, quay này. Chưa hết hơi, không cầm được. Đây. Mấy tiếng rồi? 5 rưỡi vậy. Đi hơn tiếng rồi. Ừ. Bố đi từ giờ về nhà bằng 30 phút nữa. Là chó chắc là chó đi 2 rưỡi. Gửi bà lên con mẹ em. Mình tan là lúc 25 đúng không? 15. 15 á? Ừ. Rồi mình cho là đi lúc 20 đúng không? Đi dưới. Đấy nha mọi người, mình đi mệt nó không cầm vững chắc được cái máy quay, mong mọi người thông cảm nhé. Bên gọi là chỗ này còn của mình trồng đào mà để bán đào hết rồi mọi người, gần đến Tết đây. Lần trước mình có chụp một cái kiểu ảnh này này. Chú không? Hả? Sao? Dài không? Sao chụp ảnh? Quay ấy này. Ok mọi người nha. Sắp về nhà rồi. Thôi. Cố lên đoạn nữa là về nhà rồi nha. Ok cảm ơn. Đi vào trong ngõ này là bắt đầu vào chỗ nào rồi nhỉ? Đi qua cái thôn 9 thôn 8 này mình cũng không biết là thôn đấy.
Ôi trời ơi, trúng rồi. Sao không? Lên xuống lên trúng lên. Gáy ba chân rồi, gáy chân rồi. Có sao không? Đâu có bị thương chỗ nào không? Rách quần luôn. Mệt quá. Mấy bà chân đấy. Cứ đứng một chỗ quay đi. Bắt. Nào, lại đứng, lại đứng. Quay đi, tấn quay. Đừng đi xem mà. Tao đi về. Đâu về gì? Đi đó thì cứ quay đi. Ngồi lên đi nhanh lên về đi. Bắt đầu những đến đoạn cái gần chín tới một cửa đó. Như là mình ấy tắt ở đây. Đâu? Rách luôn còn mọi người. Tông xa vì cái clip cho mọi người. Giờ là mình sẽ tiếp tục đi tiếp nha. Nhớ đừng cắt cái đoạn miên biến của tao nha. Cái đấy là tao hài nhất. Về đi là ấy trong đợi đừng nói. Ở cái bãi tham ma này này, Tuấn quen nó nha. Ở cái bãi tham ma này này, là đợt trước mình có làm hai cái video ở ngoài đây rồi, hai hay ba cái, mình không nhớ rõ. Nhưng mà một lần là mình ra đây mình gọi ma, một lần là ra đây ăn mì tôm ngoài đây này. Ngoài đây này. Mệt quá. Vào đây lên xe, vào đây lên xe. Về nhà mình thôi nha. Mệt quá.
Đây đây, vào trong kia lên xe à? Rách quần luôn. Cảm ơn anh em nhé. Uống nước không? Uống nước không? Hả? À, uống nước không? Nên vào múc anh công nước này. Mang ca ra đây. Mệt quá, nghỉ 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 đi. Ủa, hết nước rồi. May vẫn nhờ được hai thằng bạn đi vào quay. Đi chả biết mất bao nhiêu phút. Mấy tiếng, à mất mấy tiếng nhé. Mua hai đôi nhá. Giá đây nhá. Nhớ chưa? Cái đôi giống như cái đôi thứ nhất ở trước mẹ mua tôi ấy. Đôi thứ nhất đấy. Nhớ chưa? Uống nước này. Mệt quá. Về cẩn thận nhá. Rồi. Cuối cùng không về được nhà. Tôi hết mồ hôi. Mọi người nhìn này, sưng cả chân luôn, rách quần luôn này, bị rách quần. Mà chưa biết bị sao không? Không sao đây. Đây nha mọi người. À, mình vừa thực hiện cái thử thách đi từ trường về nhà 17 cây, nói quá nên gọi là tròn 20 cây cho nó tròn luôn đi. Ui, tí rồi. À, mình thì mình làm video cho mọi người xem thôi, chứ không nên mọi người không nên thực hiện nhá, đi vậy mệt lắm. Mình thử đi vậy để trải nghiệm xem biết cái sức lực của mình được bao nhiêu, nhưng mà đi mệt lắm mọi người ạ. 17 cây mệt lắm, không ăn không vét được đâu. À, đây là cái lần đầu trước bây giờ, từ trước bây giờ mình đi bộ, cũng vừa chạy bộ thôi. Dài nhất từ trước bây giờ của mình luôn nhá. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu ai thấy video của mình hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh và share cho tất cả mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.